trước mắt các bác và anh em, anh ấy đã test một quả bom tấn đến từ hãng Rexo, có model là LS500. Thì đây là quả súp hồng 40 từ leo đó nhá. Tiếng bắt đánh cực sâu, cực mềm, cực đi xa và uy lực. Với quả súp này chưa được mọi không gian, ba bắp sàn, ngoài trời, trong nhà, tiếng cực êm, ấm mềm nhá. Có thể cắm lại phone là nghe tiếng sút, nổ sút, cực sâu thẳm, lan tỏa. Với quả súp đẹp lung linh nhập khẩu từ Pháp, bãi nhá, hàng xuất sắc. Đây cung cấp với giá 26 triệu. Em đang mượn tạm hàng của Rexo làm lời. PS10 Drive, top 5 thế giới. Khi chất âm của Rexo phát lên, nó sẽ ma mị tất cả những bác nghiện âm thanh và đam mê âm thanh ở chế độ cao và cao cấp. Mà nghe thúc hay không? Với quả súp Rexo là S500, em phải là một đôi luôn nhá. Thể trạng xuất sắc, mắt 40 súp hồng, đẹp như mới luôn. Đấy, bác nhìn này, quả súp được thiết kế hoàn toàn bằng gỗ bạch xương cao cấp và được ép trên đạt được hàng trăm tấn mới nhá. Và sơn công nghệ ô tô có lấy sủ luôn nhá. Đấy, con này rộng 69, sâu 53, cao 44, giá 26 triệu luôn nhá. Là phần này em quay đổi chất đâu bác. À, em băng mượn đôi Rexo S10 Wild. Trước mắt các bác và anh em, anh Nguyễn đã giới thiệu về một quả súp đến từ hãng Rexo, có một điện là LS500, một dòng súp hầm sở hữu bát 40 từ leo, họng 16. Thì đây là dòng súp chúa nhé, nó đưa ra tiếng súp êm ấm và đi xa. Thì dòng súp này chủ yếu người ta lắp vào những cái vũ trường quán bar, đòi hỏi cường lực, áp lực lớn, những độ hay, độ sâu và độ tĩnh âm. Thì ngày nay em phải được hai quả nhé, trong một dạng đẹp xuất sắc như trước mắt các bác kia. Và ngay giờ em sẽ quay bác tổng quan chi tiết về con súp này. Thì đây là dòng súp hầm, có thể nói nó làm mưa làm gió ở thị trường thế giới nhé. Trong suốt nhiều năm vừa qua, top 5 thế giới Rexo LS500, thùng gỗ bạch dương cao cấp, sơn bóng liễng như sơn ô tô, công nghệ ô tô nhé. Cái này nó là công nghệ sơn ô tô và gỗ ép cao cấp không ngâm nước. Nó đưa lên dàn máy hàng trăm tấn để ép nhé, để xong rồi sấy khô trong tưới nhựa. Đấy. Thì dòng suốt này có kích thước rộng là 69, rộng 69, sâu 53 và cao 44. À, lỗ khí ở phía trước và đây là cái mặt lưới để thoát khí nhé. Thùng cực chắc chắn, anh em xem. Đây. Rexo cực hiếm nhá, dòng này hiếm nhá. Bên trong này nó là hệ thống tan âm. Dây nó bán thế là cấp à. Đói. Quá phì nhá. Cái này LS500. LS500 vào nhá. Quả bát đây. Đấy. Nó là leo vào nhá. Xương là nó là xương xương cá. Leo. Thông số là LS500. Xin tuyệt đối anh em từ leo. Tiếng bát cực mềm. Đấy. Keo đỏ con này. Nhện vàng keo đỏ. Bác nhìn từ cái chấu nó buộc là cấp không? Và cái này nó còn thiếu một hộp xốp thôi. Báo cáo các bác này. Màng chống ngâm nước. Màng chống ngâm nước thôi nhá. Nước vào đây chỉ có khóc thôi, không làm gì được. Rất là hay, cái nội tẩm dầu. Tình trạng xuất sắc như hộp xốp thôi nhá. Thì bây giờ cung cấp cái quả súp này với giá là 26 triệu. Đấy. Bác nào muốn chơi cả cái dàn này, quả súp này nhá. Quả súp này này. Với một con controller này. Mới đôi loa Rexo BS10 R2 kia. Controller ấy và đôi kia là giá là 65 triệu. Quả súp này 26 triệu nhá. Bác muốn chơi bộ ghép Rexo toàn bộ em có hai bộ nhá, hai bộ về, hai quả súp này và hai đôi loa Rexo. Đây vừa rồi nha. Hai đôi vừa nhá. Hai quả súp này hiếm lắm nhá. Và ghép đúng nhau em, cực kỳ chất luôn. Đấy. Mọi tin mua sắm lắp đặt, các bạn liên hệ với anh Nguyễn theo số điện thoại 0936 583 440. Anh Nguyễn giao hàng toàn quốc nhá. Có nhu cầu thì khoản em 2 5 triệu nhá. Anh chào các bạn.